Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa cát rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Một cái mặt hoa cát rất là đẹp. Dòng này cũng hiếm ở trên thị trường các cô chú anh chị. Dòng này thuộc về liệt được liệt vô nhóm là hàng sưu tầm, nó không có nhiều ở thị trường mà nó có thì giá cũng cao, nó không giống như những cái mặt hoa thường thì một trăm mấy một chậu thì nó có nhiều, nhưng mà những cái mặt hoa như vàng ông sĩ này thì nó hiếm, ít có ngoài thị trường. Đây là mặt hoa vàng ông sĩ nha các cô chú anh chị, vàng ông sĩ. Thì số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An. Vàng ông sĩ nha các cô chú anh chị. Đây là cái lô cát, nói chung là em mua một cái chậu khủng về tẻ ra cũng được vài hướng để chia sẻ đến các cô chú anh chị mình. Các cô chú anh chị nào mình yêu dòng cát mình muốn sưu tầm thì đây là những cái mặt hoa gọi là sưu tầm. Mã số 1 các cô chú anh chị, mã số 1 600k vàng ông sĩ nha các cô chú anh chị. Cái này là được 4 cộng đây là 2 cộng mẹ nè, 2 cộng lên tay em cầm là bằng mẹ nè, còn 2 cái cộng tơ nè các cô chú anh chị. Mình thấy là mỗi một bên đang lên hai cái mầm gốc. Bên nào cũng vậy, mỗi bên đang lên hai cái mầm gốc. Nó 4 cộng và 4 mầm nha các cô chú anh chị. Cái chậu này thì mình về mình chăm một thời gian nữa sẽ trở thành chậu khủng thôi. Sẽ rất là nhanh thành chậu khủng. 4 lá 4 mầm. Mã số 1 nha các cô chú anh chị. Mã số 2 các cô chú anh chị, mã số 2 tương tự như là mã số 1. 4 lá 4 mầm. Các cô chú anh chị mình thấy. 4 lá 4 mầm. Nha các cô chú anh chị. Mã số 1, số 2 là dường như là giống nhau. Đó. 4 lá 4 mầm. Mã số 2 cũng 600k. Mã số 2 cũng 600k nha các cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục các cô chú anh chị. Đây là mã số 3 các cô chú anh chị. Mã số 3 350k. 350k thì cái hướng này thì nó có 3 cộng. Hướng này có 3 cộng thì cái cộng này là cái cộng đầu. Thì nó đang là hai mầm. Đó, một cái mầm đã lên cao rồi, như cái mầm này nó còn nằm ở trong cái áo lụa, nó đã lên luôn rồi. Nhưng mà nó còn nằm ở trong cái túi lụa. Đó, mà đang nằm túi lụa. Cái lá thứ hai, cái lá giữa là hết mắt. Nhưng mà cái lá cuối là còn mắt nè. Cái lá cuối nó còn cái mắt phụ chỗ này. Thì cô chú anh chị mình về mình khai thác thêm ở cái mắt phụ này nha. Mã số 3 350k nha các cô chú anh chị. Mã số 3 350k. Mã số 4 các cô chú anh chị. Mã số 4 cũng 350k. Mã số 4 tương tự như là cái mã số 3. Nó giống nha. Đây. Cái lá đầu này là đã lên được hai mầm luôn nè. Ngay chỗ này là lên một mầm. Một mầm là đã lên rồi nè. Một cái mầm nữa nó đây nó cũng đang lên.
Nó lên cả khúc luôn rồi. Đó là một lá đó, hai mầm với một cái mầm ở phía sau đây. Con này là mã số 4 350k luôn nha các cô chú anh chị. Mã số 4 350k. Mã số 5. Mã số 5 các cô chú anh chị. Mã số 5 thì mã số 5 này là 300k. Mã số 5 300k thì cái này đang hai mầm gốc. Cái lá đầu này nó cũng là hai cái mầm gốc với một cái mắt phụ nó nhú luôn à, có thể là ba mầm. Bên đây còn được một cái mắt này mà không biết nó lên nổi không, hên xui nha các cô chú gì. Cô chú nào khai thác được thì ngon. Mã số 5. Mã số 5 300k. Mã số 5 300k các cô chú anh chị. Mã cuối cùng. Mã cuối cùng. Mã số 6 200k. Một lá, một mắt. Đó, một lá một mầm thôi. Đó. Còn bên đây là khai thác rồi. Một lá một mầm thôi. Thì vừa rồi là em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 6 cái mã số của dòng cát sưu tầm vàng ông sĩ. Dòng cát sưu tầm vàng ông sĩ nha các cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mình yêu thích dòng cát thì mình sưu tầm về làm giống chơi. Xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Dạ, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.